Viết đoạn văn nghị luận về lời xin lỗi. Không ai sinh ra đã trở nên hoàn hảo, ai cũng có thể mắc sai lầm, như ông cha ta có câu nhân vô thập toàn. Sai lầm là một biểu hiện thường thấy trong cuộc sống con người, quan trọng là sau những sai lầm đó mình rút ra được bài học gì. Mỗi khi sai lầm xảy ra để hạn chế những hậu quả đáng tiếc và làm cho tâm hồn được bình yên hơn thì lời xin lỗi thực sự cần thiết. Lời xin lỗi là lời nói, hành động thể hiện sự nhận thức và hối lỗi của mình khi có những suy nghĩ hành động sai trái. Có nhiều cách để thực hiện lời xin lỗi, tuy nhiên để lời xin lỗi có giá trị cao nhất cần thực hiện nó đúng cách. Bởi lẽ nếu lời xin lỗi na ná nhau không xuất phát từ sự chân thành áy náy, thực sự muốn nhận lỗi thì khi đó người được nhận lời xin lỗi khó có thể vui hơn. Chính vì vậy, xin lỗi đúng cách sẽ dễ nhận được sự đồng cảm và tha thứ hơn. Hơn nữa, khi xin lỗi đúng cách, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì được giải tỏa mặc cảm tội lỗi. Đồng thời, nó cũng góp phần nâng cao phẩm giá nhân cách của bạn. Điều quan trọng nhất trong một lời xin lỗi là thái độ chân thành. Một lời xin lỗi chân thành cho thấy sự hối lỗi thực sự, tỏ rõ người xin lỗi muốn được cảm thông, tha thứ và muốn khắc phục sửa chữa những lỗi lầm mình mắc phải. Bất cứ ai ở bất cứ độ tuổi nào cũng đều cần rèn luyện cho mình một cái tâm chân thành để khi mắc lỗi, nghiêm túc nhận lỗi khi làm sai, biết nói lời xin lỗi chân thành, tự trọng trước những sai lầm của bản thân. Bên cạnh đó, cần phê phán những kẻ thiếu tự trọng, thiếu dũng cảm, làm sai nhưng bảo thủ không nhận trách nhiệm. Hết bài. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 10 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Chúc các em học tập thật tốt.